Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hiện tại thì mình đang ở một cái cống ngăn mặn của Tà Niên, Kiên Giang. Thì cống này được khánh thành trong dịp Tết năm 2024. Thì hiện tại thì nước mặn ở khu vực này quá mặn rồi các bạn, cho nên thì cống này hôm nay lần đầu tiên đóng cống cũng như là hoạt động cái hệ thống gọi là âu thuyền các bạn. Như mọi người bên kia thì cống lớn đã được đóng lại, và bên đây là khu vực âu thuyền để cho phương tiện xà lan ghe qua lại ha. Thì chỗ đằng kia là cái ben thủy lực để đang mở ra để đóng cái cửa mép bên đây lại. Không biết là hoạt động như thế nào nữa các bạn. Thì hồi đó giờ mình chưa thấy cái tình huống này ở ngoài như thế nào. Và mình có hỏi một số bạn đi lái xà lan á, thì qua cái khu vực mà cống cái lớn cái bé thì không có thu phí gì hết, mà chả là đi hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà cống này thì mình không biết là có thu phí hay như thế nào đó. Thật sự thì mình không có gành lắm các bạn. Cũng như là cái thông số kích thước nè, cũng như là cái chiều ngang của cái hệ thống này là được bao nhiêu mét. Như mình thấy là được hai chiếc xà lan, một chiếc to và một chiếc nhỏ, hoặc là hai chiếc vừa có thể là cặp ngang được. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đưa vô hoạt động, cho nên thì các anh em ấy lộn, các chú, các anh kỹ sư bên thi công á, người ta lại để quan sát, cũng giống như là nghiệm thu nè. Tại vì trước giờ thì chưa có hoạt động lần nào á, nên thì bên nhà nước cũng như là kỹ sư người ta phải chạy lại coi hệ thống nó hoạt động trơn tru chưa. Kiên Giang, nói về Kiên Giang đập ngăn mặn mà có cái hệ thống âu thuyền này thì hiện tại đang có cái lớn cái bé. Và cống này nữa là cống thứ ba có cái chức năng như này ha các bạn. Không biết thì toàn quốc Việt Nam mình thì được bao nhiêu cái hệ thống như thế này đây. Và mình mời mọi người và các bạn tiếp tục xem với mình nha, coi là xử lý cái này như thế nào. Không biết là chắc mình nghĩ là nâng nước trong sông vô đây cho nó cao lên rồi mới xả hay như thế nào đó. Tại vì nước mặn mọi người thấy thì bao nhiêu lục bình nó đã chết hoàn toàn nè. Thì và đây là cái đầu còn lại đây. Phía này là phía vô trong sông, trong nước ngọt. Mình nghĩ này hoạt động cái này cầu nửa tháng nước mặn ở trong cái đất liền nó mới ra biển hết. Tại vì hổm gài là xả không à, cho nên nước mặn nó xâm nhập rất là sâu rồi vô. Vỏ lãi mini cũng đầy đủ hết ha. Hôm nay thì mấy anh này trải nghiệm lần đầu tiên luôn nè. Dự án này thì theo như mình biết thì đâu khoảng 3 năm. Theo như mình thấy nha, còn ngày thi công đầu tiên thì mình không biết. Sử dụng một cái cây ti inox rất là lớn ha, được âm ở trong cái phần phía trên bờ. Mà bên đây đã chuẩn bị giáp vô cái phần bê tông bên kia. Mỗi một lần như vậy thời gian cũng mất là lâu, rất là lâu các bạn. Tại vì cái ben nó cực kỳ là chậm ha. Đó, dính rồi đó. Rồi bây giờ là không biết hoạt động tới cái gì đây. Đây cái phía này thì đã mở cống ha. Mấy anh em vỏ lãi thì đang chuẩn bị chạy ra.
Nếu mà tính từ cái thời điểm mà ghe vô đóng hai cống lại tới mở ra thì chắc khoảng hơn nửa tiếng các bạn. Anh vào lãi này anh gấp chạy trước rồi. Rất là đông các anh kỹ thuật, kỹ sư họ lại đây chiêm ngưỡng, vì đây là lần đầu tiên cống được lưu hành. Vỏ lãi thì nhỏ cho nên là chen trước khá là dễ dàng, kẹt là cho mấy anh xà lan lớn các bạn. Tới lượt chiếc xà lan lớn này chạy ra, mình thấy cái mực nước hiện tại thì nó cũng tương đương nhau à, nó không có chênh lệch nhiều lắm đâu các bạn. Hiện tại thì mình thấy hai đầu là chỉ chặn cả hai cái ben thủy lực lại, hai cái cửa, sau đó thì cho tàu thuyền qua lại thôi, chứ mình không có thấy là bơm nước vô cho cao hơn hay là thấp hơn ha. Trước mắt thì mình thấy như vậy các bạn, chứ không có như mình thấy ở trên mạng như là bơm nước ngoài ha. Rồi bây giờ anh xà lan anh đã lên ga rồi nè. Đậu ngược chiều lại là chút xíu nữa sẽ đi ra đó các bạn. Vì thông báo của mấy cái anh điều tiết ở đây là thông báo hôm nay là đáng lý là 12 giờ mới bắt đầu đóng, cho nên thì buổi sáng anh em mai cũng tranh thủ chạy qua sớm rồi, cho nên thì bây giờ thì cũng không còn bao nhiêu chiếc nhiều. Thật sự thì đường này là đường cái, tại vì mấy cái đường kia thì đã ngăn hết rồi, cống kinh phục này kia là ngăn hoàn toàn, chứ đáng lý là mình rất là nhiều đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người coi nha, và cận cảnh mấy anh chạy vô như thế nào đây. Đây bên kia à, dạ. Đó là cái cửa căng bằng nước. Căng bằng nước, dạ. Là căng bằng nước là khi ví dụ nước trong này nhiều, cao hơn ở ngoài cái kia, dạ, thì nó mở cửa nó là nạp vô. À. Và thấp hơn thì nó mở cửa này ra hai cái cục nước này nó bằng nhau để mà nó chạy tàu thuyền kia đó mới mở cái cửa đó, cửa lớn này ra. Dạ, cái đó là cái đó là hệ thống tự động luôn hay là mình tự điều hành anh? Điều hành bấm ở đây. Dạ. Ừ. À, là cái cây cái trụ vàng vàng đó các bạn. Cái bệ đó, cái cửa đó là cửa căng bằng nước đó, hai dạ, cửa bên này cửa bên kia. À. Dạ. Để nó lấy nước nó căng bằng ở trong cái ao bằng với cái mực nước cái đầu nào ra. Dạ. Hoặc là cái đầu vào cũng vậy. Dạ. Căng bằng. Dạ. Để cho tàu thuyền đi ra vào chứ không phải. Dạ, tại nãy hỏi anh kia đằng kia thì anh nói là trước mắt là như vậy, cho nên em nói là cho khán giả nghe vậy thôi chứ không, em có, chưa có rành. Ừ, cái này nó có căng bằng nữa. Dạ. Cảm thấy cái mực độ an toàn không cho nước mặn vô nhiều là thấp nhất có thể nó mới mở cửa đó các bạn. Thì bây giờ thì mấy anh wow. Dạ. Ra. Dạ. Cái anh điều tiết cái này nó là cho vô bao nhiêu
Là cái công trình này là vì cái công trình này nó chưa hoàn thiện, vì cái công tác cái này nọ là điều tiết đồ lại chưa. Dạ, đây mấy anh thì đang tranh thủ gấp rút chạy vô đây. Chắc có lẽ là người dân ở đây nghe, mình không nói là các anh ở xa chạy tới luôn các bạn, người dân ở đây chắc cũng lần đầu trải nghiệm được cái âu thuyền á. Thì cái lúc đầu mà mình thấy cái công trình này thi công á, với lại là nghe mọi người đi ghe qua lại nói âu thuyền, thì mình cứ suy nghĩ đâu giống như cái kênh đào Panama gì đó các bạn, là nâng nước hạ nước thiệt là cao á, nhưng thật sự thì không phải nha, tại cái mực nước ở đây nó không có cao như là của người ta. Âu thuyền độc bằng. Dạ. Đây nãy giờ anh này anh giải thích để cho mình cũng như mọi người hiểu rồi các bạn. Không phải là âu thuyền vượt sông. Dạ. Sông lớn. Cái kia là cái kia là nó lại gọi như của Trung Quốc Dương sông Dương Tử. Dạ. Hay là của thủy điện Tam Hiệp là nó cao, còn Panama nó cũng cao, nó chuyển từ dạ. Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương. Cái đó mình gọi là vượt núi luôn chứ không còn là vượt sông. Núi nó không phải là vượt sông, còn dạ. Đây là vượt sông, mình mới chỉ là ngang mặn. Dạ, dạ. Bề ngang của cái 15 mét không? Này 15 mét, dạ. Giữa kia là 31 mét. Dạ. Bề ngang 15 mét, bên kia là 31. Ngang đây 15 mét, là bằng đứa cái lớn cái bé, không cái lớn cái bé, cái âu thuyền cũng là 15 mét. Dạ. Cái này thì âu thuyền này nó cũng giống cái âu thuyền cái lớn cái bé. Ghe chở dôi với là một chiếc ủi xịp đang chạy vô. Đáng lý thì những chiếc vỏ này là giờ này chưa ra đâu các bạn, nhưng mà tranh thủ cái thời gian mà lưu thông nè, ta sẽ ra trước luôn ha, tại vì chiều người ta mới chạy ra. Vô đài những này, bây giờ này cái này nó vô đài cái ao này không, đóng cái cửa này, mở cửa kia cho ra, dạ. Cứ đi liên tục vậy. Ta thấy cái chiều bây giờ đó hình như nãy là cái chiều vào đây, dạ. Rồi bây giờ cái chiều ra đây thì họ nằm hạ đầy cái này lại trong cái ao, đóng cái cửa này lại. Xong dạ, mở cái cửa bên kia để cho ra, dạ, ra bên kia, xong cái bên kia cái tàu thuyền nó cũng bắt đầu nộp vô đại cái ao. Dạ, vậy là cái lượng nước nó đâu có di chuyển nhiều, nó cứ tại chỗ à? Nó di chuyển, dạ. Nhưng mà cái lượng nước nó rất nhỏ. Dạ, dạ. Cho nên cái độ mặn đồ nó ảnh hưởng không nhiều. Dạ. Để gì cái này nó gọi là để giao thông thủy. Dạ. Còn muốn mà ngăn mặn tuyệt đối thì nó đóng hết cửa là coi như không có cái nước mặn nước ngọt. Dạ. Nhiều mới nằm với nhau. Thì nó vẫn là với câu thuyền này thì nó vẫn bị ảnh hưởng mặn một chút, là do ví dụ ở ngoài sông cao thì nó bị ảnh hưởng, còn ngoài biển cao đồng, ngoài biển cao thì nó ảnh hưởng trong sông, ở đồng đồng giờ thì nó thắt, ở đồng đồng cao thì là gọi là mất nước ngọt, dạ. Cái lượng nước trong ao này khi nó đó, bây giờ nó hận người ta nó đây là người ta nộp đầy hết vô đây, dạ. Đầy xong người đóng cái cửa này, mở cửa kia cho đi. Em cũng hiểu cái quy trình này, tại vì thì như ở mọi người nhiều, ở đây cái lớn cái bé tương tự. Dạ. Để mình giải thích chút xíu đơn giản cho mọi người hiểu qua, tại vì anh này ở đây thì người ta dạng như là giải thích theo cái kiểu kỹ thuật, thì đôi khi này mình cũng hơi chậm hiểu, mà mọi người cũng thấy vậy ha. Tức là hiện tại cái cống đằng kia mọi người thấy nó đang chặn nè, nước không vô được. Thì chút xíu nữa tàu thuyền vô đây đầy thì đóng cái cửa này lại nữa, thì mực nước nó vẫn đứng một chỗ à. Sau khi vô đầy thì xả cái kia ra, thì cái này nó đã ngăn lại, nó không có còn chảy tới lui nữa các bạn. Đó, thì sau khi ra hết thì ghe kia vô lại thì vẫn đóng tiếp tục. Thì cái mực nước nó cũng cứ một chỗ di chuyển tới lui, nó không có nhiều ha, không có đáng kể được. Trừ khi là cái mực nước ngoài biển nó quá cao đi, thì khi mình xả ra thì nó vô một ít. Vậy là cái này mình hoạt động liên tục luôn rồi đó anh. Thì chú là, ví dụ là đây là bạn ông liên tục, thì lúc mà trong ngang mặn chủ, dạ. Yếu là lúc mà con chiều cường nó lên ngang mặn, dạ. Chứ không để có, giảm thiểu cái nước mặn vào sâu trong nội đồng, dạ. Có nghĩa là cái này để là mà do là bình thường như con sông bình thường, có nghĩa là khi nước mặn vào thì coi như tàu thuyền mình đi qua, nhưng mà mình làm cái âu thuyền này á, dạ. Để giảm thiểu cái nước mặn xâm nhập vào nội đồng, dạ, dạ. Thứ hai là đôi lúc là khi trong đồng mực nước cao mà muốn giữ ngọt
thì mình cũng giảm thiểu cái lượng mưa nước ngọt mắt thất thoát dạ, ra, đúng rồi. Ra biển. Ừ. Còn không thì nó lại cứ chảy tự nhiên. Bề ngang 15m thì những chiếc ghe nhỏ nhỏ thì trang được khoảng 3 chiếc nha các bạn. Và xà lan lớn thì một chiếc. Xà lan vừa vừa thì cỡ như chiếc này nè, từ 2 chiếc chiều ngang, hơi rộng một chút xíu. Chiều dài âu này là 120-150m gì đó. Dạ, là tính từ hai cái cửa ha. Dạ. Còn cái đầu nước này là cái dây. Dạ. Mình sẽ lại đầu kia cho mọi người coi đầu đằng kia ha. Rồi. Ở đây là vô đài, bắt đầu vô đài ra đảo. Dạ. Cảm ơn chú đã chia sẻ kinh nghiệm kiến thức cho con như khán giả biết nha. À, không thì cái những cái mà mình có rồi mình bày về đó. Dạ dạ. Chứ đâu lúc rồi mấy chú rồi nghề của mấy chú còn nghề của chú ở đây là chú biết thì chú. Dạ. Rồi để mình lên lên con lại đằng kia. Ở đằng kia nó vô đầy thì nó đắp đó lại. Cái chân vịt của chiếc củ xịp nhìn nó to chà bá các bạn. Hết biết chân vịt. Chạy hộp số của xe tải luôn. Chuyền rất là nhiều tua tại vì bỏ hai cái ngán xịp xuống là nó ủi xuống dưới đất đó. Nó rất là nặng cho nên là phải sử dụng một hộp số nhiều số như vậy. Phải mang cái chiến dịch rất là khủng nè. Chứ hộp số thường thì cái máy này là chạy không nổi ha. Thì lý do là xà lan với lại là ghe chưa có gọi là đủ nhiều. Cho nên là sắp xếp ghe với xà lan thì nó chưa có gọi là ngay ngắn và nề nếp nha. Thì cũng gọi là hơi chen. Còn một chút xíu nữa là đã khích nè. Mấy anh kỹ thuật đang đi ra để kiểm tra gài cái chốt lại. Vì cái cánh cửa nó vừa to vừa lớn mà thêm cái nó là ở dưới nước nó rất là nặng các bạn. Ti thì không thể nào đẩy nhanh được, phải đẩy từ từ á. Cái cửa phía đó thì mình thấy nó hơi lỗi trục trặc vậy đó, chưa có đóng xong nữa. Thì ở đây chuẩn bị mở cửa ra để chạy ra nè các bạn. Hướng này là hướng chạy ra biển ha. Kia ở đây bà đúng không? Đó là làm ở trong.
Đây, bây giờ thì các anh các chị đã đề máy lên là chuẩn bị chạy ra ha. Cống thì đã mở hoàn toàn các bạn, nhưng mà không biết sao mấy anh vỏ lãi phía trước chưa có chịu chạy ra nữa, hay là do còn sợ mấy anh điều tiết chưa có ra lệnh không biết. Khi nào chắc có lẽ là do có lệnh hay là có dấu hiệu tín hiệu xuất phát rồi mấy anh mới chạy ha. Rồi bây giờ thì các anh các chị đã xuất phát nha các bạn. Mình nghĩ rằng là các anh này chắc cũng lần đầu trải nghiệm được cái cảm giác gọi là đóng cống và mở cống như thế này đây, thì nó cũng như bình thường nha các bạn, không có gì gọi là đặc biệt. Cái dung dịch nó bự. Đó thì cống ngăn mặn ở Tà Niên nó chỉ hoạt động đơn giản như thế này các bạn, không có gì hấp dẫn hay là như thế nào đó. Mình chủ yếu là quay gửi đến các bạn và mọi người toàn bộ quá trình mà đập này nó hoạt động như thế nào thôi ha. Bên đây thì còn hai chiếc xà lan nữa là đã xong rồi. Chiếc xà lan này chắc cỡ 40-50 tấn nè, rất là nhỏ. Kia thì mấy anh giao thông đang chạy ra nè các bạn. Đây còn chiếc này khá là to nè các bạn. Bị già rồi, đạp nước chỗ kia quá trời luôn kìa. Mấy anh giao thông thì đang chạy ra đây để chỉ đạo cũng như là hướng dẫn những cái chiếc ghe xà lan chuẩn bị vô trong cái âu thuyền này ha, chứ không có phải có làm gì đâu các bạn. Tại vì đậu ngổn nghiêng như thế này nè, không có ngăn nắp á, thì sợ sẽ mắc ảnh hưởng tới an toàn giao thông. Cho nên thì các anh chạy ra để hướng dẫn tất cả mọi người đậu đầu vào nấy cho nó ngăn nắp. Rồi cái video mình cũng xin tạm dừng tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp trên kênh của mình. Thì mình rảnh sẽ tiếp tục trở lại đây và tiếp tục quay cho mọi người coi diễn biến mỗi ngày của cống ngăn mặn Tà Niên nha. Chào tạm biệt các bạn và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ.